Khi buồn hay khi vui thì con người nhớ tới Chúa Giêsu. Con người ngày nay quá bận rộn với hàng ngàn công việc, nợ nần, gia đình, con cái, hàng trăm ngàn thứ phải lo lắng. Vì quá bận, quá buồn, quá lo nên không có thời gian để nhớ đến Chúa. Kiếm tiền còn không đủ để lo cho cuộc sống, làm sao mà nhớ Chúa được. Khi vui vẻ, đầy đủ, con cái, đề huề, làm ăn sung túc, trả hết nợ nần thì càng không nhớ đến Chúa. Vì quá vui, tự hào và tận hưởng cuộc sống viên mãn mà đã bỏ Chúa qua một bên, tự hào vì cuộc sống tốt đẹp đang có không cần nhờ cậy ai. Nhưng không bạn ơi, cả tôi và bạn đang sai lầm rất lớn. Chúa luôn đồng hành cùng chúng ta khi vui lẫn buồn, họa chăng khi ấy bạn không nhận ra Chúa thôi. Nếu Chúa không sát cánh cùng bạn, bạn còn có thể ngồi đó mà than vang hay khoe mẽ về cuộc sống không? Xin Chúa đồng hành cùng chúng con trong suốt chặng đường cuộc sống này, dù lúc buồn hay lúc vui. Hãy cầu